Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 11 tháng 4 đến 17 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 268 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 136 ca so với ngày hôm qua. Trong đó có 4 ca qua xét nghiệm PCR và có 264 ca qua test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2. Như vậy, tổng số người dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến nay là 173.885 ca. Trong đó có 36.184 ca qua xét nghiệm PCR và có 137.708 ca qua test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2. Hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 37 bệnh nhân được điều trị khỏi và tiếp tục không ghi nhận ca tử vong. Giữ số ca tử vong toàn tỉnh như ngày hôm qua là 1.225 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có một địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR là huyện Châu Thành có 4 ca. Trong đó, xã Nhị Bình, xã Tân Lý Tây mỗi nơi ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và xã Long An ghi nhận 2 ca cũng ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế. Và cũng trong ngày hôm nay, qua test nhanh tỉnh Tiền Giang ghi nhận thêm 264 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 10 ca, huyện Châu Thành 155 ca, huyện Cái Bè 13 ca, thị xã Gò Công 13 ca, huyện Chợ Gạo 14 ca, thị xã Cai Lậy 9 ca, huyện Gò Công Đông 8 ca, huyện Cai Lậy 13 ca, huyện Tân Phước 16 ca, huyện Gò Công Tây 11 ca và huyện Tân Phú Đông 2 ca. Theo đánh giá của Sở Y tế, nhìn chung tình hình dịch bệnh có giảm, số ca mắc mới qua test nhanh là đối tượng học sinh có chiều hướng giảm theo, nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại. Ngành y tế phối hợp với các cơ sở ban ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại các trường học. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 4 đến 16 giờ ngày 12 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 22.804 ca nhiễm mới, trong đó tất cả đều ghi nhận trong nước, giảm 337 ca so với ngày hôm qua. Tại 63 tỉnh thành phố có 17.375 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là Hà Giang giảm 455 ca, Nghệ An giảm 424 ca, Gia Lai giảm 173 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày hôm qua là Đắk Lắk tăng 385 ca, Bắc Cạn tăng 309 ca và Phú Thọ tăng 197 ca. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 1.942 ca, Phú Thọ 1.384 ca, Yên Bái 1.102 ca, Đắk Lắk 1.092 ca, Nghệ An 1.046 ca, Bắc Giang 1.012 ca, Bắc Cạn 999 ca, Lào Cai 988 ca, Vĩnh Phúc 915 ca và Quảng Ninh 905 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, Việt Nam có 202.184 bệnh nhân được điều trị khỏi và có 28 ca tử vong, nâng số ca tử vong của Việt Nam đến nay lên 42.858 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Địa phương có số ca tử vong cao nhất trong ngày hôm nay là Quảng Nam 3 ca và thấp nhất là Tây Ninh, Quảng Bình 1 ca. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.